Xin chào các bé. Các bé ơi, bây giờ chúng mình cùng tìm hiểu về con vật quen thuộc với chúng ta nhé. Đây là con gì? Đây là con gì? Con gà mái. Con gà mái kêu thế nào? Con gà mái này đang làm gì? Nó đang kiếm thức ăn. Thức ăn của gà là thóc, những con côn trùng, giun đất, rau cỏ và các loại hạt. Ngoài ra, gà còn ăn những viên sỏi nhỏ để giúp chúng tiêu hóa thức ăn được tốt hơn. Gà mái đẻ trứng. Mỗi lứa có thể đẻ từ 15 đến 20 quả trứng. Trứng được ấp trong khoảng 3 tuần thì nở ra những chú gà con xinh xắn. Đây là những chú gà con. Gà con. Trông chúng thật đáng yêu. The child takes the nurse, the child.